Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Việt đến từ M2Do Channel. Ngày hôm nay, Việt sẽ đồng hành cùng với các bạn để giới thiệu một bộ bài khởi động có mang tên là Say Ya Wonder. Đây là bộ bài khởi động thứ 14 ở trong game Dragon Ball Super Card Game Việt Nam của chúng ta. Thì chúng ta có thể thấy được ký hiệu bộ bài này đó chính là SD14 với Elite Version Dragon Ball Card Game và Seed Blood. Thì trong game Dragon Ball này á, thì mỗi hộp bài, đặc biệt là những bộ bài khởi động, sẽ luôn luôn có được cái series ở ngay đây. Series chính là cái chuỗi mà nhà sản xuất Bandai sản xuất những cái card đánh theo một cái hệ đó. Ví dụ như đây chính là Unison Warrior. Và nếu như các bạn đã mở hộp bài này ra thì các bạn sẽ đánh theo cái chuỗi đó chính là Unison Warrior. Và tương tự như vậy sẽ có những hộp bài khác, nó sẽ có những cái chuỗi khác. Và các bạn sẽ dựa theo cái con đường đó để xây dựng một bộ bài của mình đi lên. Thì đầu tiên ngay cái hộp bài này chúng ta đã thấy là chúng ta có được một cái dòng chữ đó là Use marker unless Unison cast skill. Có nghĩa là chúng ta hãy sử dụng một cái điểm của lá bài Unison này để mà có thể là sử dụng kỹ năng của nó. Thì về lá bài Unison như thế nào thì mình sẽ nói sau. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái nội dung của hộp bài. Thì hộp bài này được chính M2Do Store phân phối chính thức. Chúng ta có tìm M2Do ở đây. Và đây là các viền bên cạnh của hộp bài, rất là nổi các bạn ơi. Còn ngay đây người ta còn có thể nói với chúng ta là chúng ta chiến đấu với Goten Unison và Vegas Seno Leader, có nghĩa là cái card lãnh đạo Vegas của chúng ta và cái Unison Seno này. Đây chính là những lá bài mà đánh chủ lực trong bộ bài của chúng ta. Ok, thì đằng sau đây nhà sản xuất có hướng dẫn rõ về cái nội dung cũng như là cái cách chơi của bộ bài này bằng cách sử dụng Leader Seno Vegas này gửi Unison và những lá bài khác, và chúng ta sẽ nhảy lên và chúng ta sẽ đánh theo một cái combo hoàn hảo. Thì ở đây là thông tin nội dung của những lá bài có trong hộp bài này. Và trong game Dragon Ball Super Card Game thì nội dung hộp như thế nào thì trong hộp nó sẽ như vậy. Nếu như các bạn phát hiện một cái điều gì sai ở trong hộp này thì chúng ta sẽ được quyền kiện Bandai và chúng ta sẽ lấy được một cái khoản tiền rất là lớn và sẽ được đền bù rất là to. Thì đây chính là cái số thứ tự của những lá bài, màu sắc, tên card, đây là chính là cấp bậc của những lá bài đó và độ hiếm và số lượng. Thì trong đây chúng ta được chơi tối đa là 4 lá bài trong cùng một hộp bài nha các bạn. Và nội dung trong hộp bài này chúng ta sẽ có sẵn là 51 lá bài, có thể là dùng để tấn công, có thể là dùng để chơi, một hộp bài luật và một cái bàn đấu. Thì nội dung bên đây ghi rất là rõ là chúng ta sẽ có được một cái bộ bài với độ hiếm là Shattered Reality, có nghĩa là cái độ hiếm bắt buộc trong những bộ bài khởi động mới có, còn nếu kiếm bên ngoài sẽ không có. Và chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 card được làm foil. Làm foil có nghĩa là làm lấp la lấp lánh. Và trong đó sẽ có hai lá bài được làm foil vàng, đó chính là SD1401 và SD1402. Thì cái hay của game Dragon Ball là họ nói rất là chi tiết, rất là cụ thể về những cái gì có trong một hộp bài và luôn luôn đề ra được cái thông tin dưới đây rất là cẩn thận. Và trong đây có một cái dòng mà mình rất là ưng, đó chính là nội dung ở trong hộp bài sẽ giống như những cái gì để được mô tả và có thông tin nội dung ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ đi sâu vào bên trong hộp bài này để biết được trong hộp bài này sẽ có những gì. Chúng ta đi nha. Ok. Ok, chúng ta sẽ có được là một hộp bài với tổng cộng là 51 lá, rất là cụ thể ở đây, được đóng gói rất là cẩn thận và rất là ngăn nắp. Và chúng ta sẽ có một bàn đấu và một bàn luật. Bàn đấu đây chính là cái bàn dành cho những bạn mới chơi mà không biết được là những bộ bài này chơi theo phong cách như thế nào. Thì trong bàn đấu này sẽ có rất là cụ thể và có luôn cả cái vùng của Unison card. Thì đây chính là cái vùng mà mới được cập nhật vào những cái phiên bản sắp tới và gần đây. Còn những cái hộp bàn đấu trước thì lại không có những cái điều đó, các bạn có thấy ở đây. Và đằng sau đây chính là cái bàn luật. Thì bàn luật đây thì có tất cả những cái kỹ năng. Khi nào các bạn mua về các bạn hãy nhớ theo dõi cái này để mà biết được trong đây nó ghi những gì. Rất là hay các bạn, mình đã có thời gian đọc cái này một cách say mê luôn. Và mình đã tưởng chừng như là mình chết chìm trong những cái nội dung này, bởi vì cái cách viết của nó rất là cuốn hút. Và bên cạnh đó sẽ có một cái bàn luật. Bàn luật này sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách làm sao để có thể là chơi được cái game Dragon Ball này. Hay nói khác, cho dù bạn là một người bên ngoài chưa từng chơi game Dragon Ball Super Card Game, nhưng các bạn chỉ cần mở cái bàn luật này ra thì các bạn có thể hiểu được là những lá bài này chơi như thế nào. Họ hướng dẫn rất là cụ thể và chi tiết về một lá bài cũng như là một cái cách chơi trong bộ bài này. Đó, các bạn có thấy ở đây không? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật chính của chúng ta, đó chính là hộp bài SD14. Bây giờ mình sẽ tháo cái vùng siêu này ra để chúng ta cùng chiêm ngưỡng coi trong bộ bài này sẽ có những gì.
Thì trong những bộ bài nó sẽ có một cái nốt gỡ ngay đây, các bạn thấy không? Nó hơi nhỏ nha. Mình sẽ quay gần cho các bạn thấy được cái nốt gỡ này. Nó sẽ có một cái nốt gỡ ngay đây nè. Thì khi nào mà bạn muốn mà mở lá bài ra thì các bạn chỉ cần đẩy nhẹ cái nốt này ra là các bạn là mở ra rất là tinh tế các bạn. Thì đó chính là cái cách mà nhà sản xuất Bandai sản xuất ra để mà chúng ta mở một cái bọc bài, một cái hộp bài mà không bị tổn thương bất kỳ một cái gì trong những lá bài này. Các bạn thấy không? Rất là ngăn nắp. Ok. Bây giờ mình sẽ đi vào nội dung chính. Thì đây chính là Unison card của chúng ta, có mang tên là Super Saiyan Goten Fusion of the Friendship. Chúng ta ở đây chính là Litten theo tiếng Việt của chúng ta vậy đó. Và lá bài này được làm foil vàng nha các bạn. Và foil vàng như thế nào thì cuối clip mình sẽ nói kỹ hơn về cái độ foil. Hình in chìm rất là nổi. Tiếp đó nó chính là leader của chúng ta, lá bài lãnh đạo, lá bài mà dùng để đánh chính cái bộ bài này, đó chính là Vegas. Về đây là leader nên luôn có chữ Awaken ngay đây. Và đây cũng là một lá bài foil vàng nha các bạn. Cái vàng rất là đẹp ngay đây. Thì đây chính là mặt sau, còn đây là mặt trước. Đây là mặt trước, đó chính là hai cha con nhà Vegeta và Trum. Nếu như các bạn đã từng chơi về game Dragon Ball Xenoverse thì các bạn sẽ biết về hai nhân vật này. Đây chính là hai người ở trong một chiều không gian khác. Và chúng ta sẽ đến Goten khác, đó chính là Goten foil bạc. Giống như Goten này thì chúng ta sẽ có hai lá giống nhau. Chúng ta sẽ có Team Angel Vegeta, một lá foil bạc. Một Team Angel Trum foil bạc. Một Super Kai Guardian Spaceship cũng foil bạc. Team Angel VZ foil thường. Foil thường. Đây chính là Chamba. Chúng ta sẽ có 4 lá. Team Shipman cũng sẽ có 4 lá chăng. Ồ, chúng ta chỉ có 2 lá Team Shipman thôi. Đúng giống như là cái hộp bài này quy định. Sẽ có như thế nào là 2 lá, như thế nào là 3 lá và như thế nào là 4 lá. Và nội dung như thế nào y chang như vậy. Rồi tiếp theo là Team Control Chrono. Chúng ta có Team Chouma Marcus Saya. Cũng là 4 lá. Jack Bauer Black Marcus Saya. Một sao các bạn, đây là một lá bài cực kỳ hữu dụng. Bauer Bros. Son Goku Makin Enchansi. Vâng, 4 lá. Vegeta Makin Enchansi. Super Saiyan Chum, đây là một lá bài gọi là Skillet nha các bạn. Skillet thì giống như những như lá bài ở trong những game khác. Giống như là lá bài này chỉ có sức tấn công nhưng mà hầu như không có sức phòng thủ cũng như là không có kỹ năng nào khác. Ví dụ như đây là một lá bài có nội dung kỹ năng đàng hoàng, nhưng đối với những lá bài Skillet thì chỉ có sức tấn công thôi. Cái ưu và nhược điểm ở đây có nghĩa là gì? Ưu nhược điểm thứ nhất là sức tấn công của những lá bài Skillet này sẽ rất là cao, sẽ bằng với lại số năng lượng được bỏ ra, thông thường là như vậy. Nhưng mà nó sẽ có một cái bất lợi đó là không có nội dung kỹ năng. Thì ở đây thì chúng ta có nội dung kỹ năng nhưng mà sức tấn công của lá bài Trump này chỉ có 4.000 mà thôi. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp. Chúng ta có BBD Primeval Conjurer, một lá bài Super Combo các bạn. Các bạn nhìn thấy ở đây Super Combo. Super Combo nghĩa là sao? Là bạn chỉ có tối đa 4 lá giống như vậy ở trong bộ bài. Hay nói khác, ví dụ như các bạn thể là có được 4 lá giống nhau như thế này, nhưng nếu các bạn bỏ lá này đi và thay một lá khác thì chỉ có được tối đa 4 lá bài mang chữ Super Combo thôi. Nên thì thế nó sẽ tạo được một cái giới hạn nhất định nào đó. Bởi vì những lá Super Combo này rất là mạnh. Khi các bạn đã mua hộp này thì các bạn đều nhận được những lá bài phải gọi là cực kỳ mạnh. Và cuối cùng là Team Bullet. Đây chúng ta có tổng cộng là 4 lá. Thì đó là về phần review về card của game Dragon Ball Super của chúng ta. Thì cái điều hay của trong game Dragon Ball Super nghĩa là gì? Là khi các bạn đã mua một starter deck thì các bạn hãy là cầm lên chơi một cách thoải mái luôn. Bởi vì cái cách mà nhà sản xuất thiết kế cũng như là cái nhà sản xuất đã nghĩ cho chúng ta là một bộ bài hoàn chỉnh. Trừ khi chúng ta muốn nó mạnh hơn thôi. Chứ nếu mà chúng ta muốn một bộ bài có thể là sử dụng được, chơi được và đánh được thì chúng ta có một starter deck như thế này. Và đó chính là cái cách thiết kế của Bandai. Và tất cả những starter deck này đều có foil. Và foil này đều là foil theo một cái giới hạn nào đó. Có nghĩa là chỉ có trong starter deck mới có. Nên hết khi mà bạn đã mua starter deck chơi thì bạn sẽ không bao giờ bị thiệt thòi một cái gì hết. Thậm chí còn lời hơn rất là nhiều. Và hồi nãy Việt có nói về foil bạc thì bây giờ Việt sẽ nói thế này. Chúng ta có hai lá bài. Nhìn thì có vẻ foil giống nhau, nhưng đố các bạn biết sự khác nhau ở đây là gì. Đó, đây là lá bài foil vàng nè, đây là lá bài foil vàng nè. Sự khác nhau hai lá bài này chính là cái gì? Chính là foil vàng thì chúng ta sẽ có thêm cái viền vàng ở trong bộ kỹ năng. Ví dụ như đây là Goten có một cái lá kỹ năng ngay đây. Và khi chúng ta đụng tay lên thì chúng ta sẽ cảm nhận sự mềm mượt
cũng như là cái sự cấn của cái lá bài này rất là đã luôn các bạn. Các bạn rờ vào là các bạn sẽ thấy được cái sự sang trọng của lá bài này. Và tương tự với việc có phôi bạc thì nó sẽ không có cái này. Các bạn thấy cái vết chữ này không hề có cái hộp gì hết. Và tương tự với những cái điều mà những cái vết rằng rằng ở đây. Và thậm chí ngay cả cái điểm năng lượng Unison này cũng rờ rất là đẻ nha các bạn. Thì đó chính là cái sự khác nhau giữa phôi bạc và phôi vàng. Nếu như các bạn mới chơi, các bạn không cần nên để ý về những cái phôi bạc và phôi vàng này cho lắm. Các bạn cứ cầm bộ bài lên mà sử dụng mà thôi. Nhưng mà nếu như sau này bạn là một người sưu tầm thì nên chọn ra để biết được là cái điều nào là sự cần thiết cho mình. Thì tương tự như vậy, các bạn có được một bộ bài là sử dụng lên đánh được. Và bộ bài này hoạt động như thế nào thì mình sẽ có clip ở phía sau. Thì các bạn nhớ theo dõi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng bộ bài này. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình là Việt đến từ M2Do Channel. Chào các bạn và hẹn gặp lại.